Quý vị đang theo dõi chương trình Tin sáng ngày 25 tháng 7. Thưa quý vị, vào cuối tuần qua, Tổng cục Du lịch đã tổ chức hội thảo triển khai kế hoạch tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch và quản lý điểm đến du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó thì Tổng cục Du lịch nhấn mạnh đến vai trò của người đứng đầu địa phương đối với công tác quản lý hoạt động liên quan đến du lịch. Theo đại diện vụ lữ hành thuộc Tổng cục Du lịch, kế hoạch tăng công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch dựa trên 4 nhóm giải pháp trọng tâm là tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát động chiến dịch chấn chỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ lữ hành, hướng dẫn du lịch, tăng cường thanh kiểm tra và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, việc thanh kiểm tra sẽ tập trung vào các doanh nghiệp lữ hành có đón khách từ các thị trường quan trọng hoặc doanh nghiệp kinh doanh du lịch mạo hiểm, cũng như công tác cấp phép hoạt động lữ hành, cấp đổi thẻ hướng dẫn viên tại các địa bàn du lịch trọng điểm. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ của các nhà cung cấp đầu vào nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ lữ hành cho khách du lịch. Trong năm 2017, chúng tôi xác định đây là một cái năm để mà triển khai các hoạt động lữ hành hướng dẫn và công tác quản lý đến. Thì đây là những việc làm triển khai cùng song song. Và như tôi nói ban đầu, đó là cái việc cần phải triển khai một cái liên tục. Thì bao gồm trong một cái chính sách chung đó nâng cao cái chất lượng dịch vụ du lịch. Bởi vì cùng với cái việc chúng ta triển khai công tác xúc tiến quảng bá, đưa khách đi du lịch Việt Nam, thì để làm sao để mà khách thỏa mãn với các cái dịch vụ và tiêu hết những đồng tiền cuối cùng tại điểm đến, thì chắc chắn là cái công tác nâng cao chất lượng dịch vụ, rồi nâng cao chất lượng sản phẩm, công tác của điểm đến là rất cần thiết. Và kinh nghiệm vừa rồi cho thấy rằng là ở đâu mà người đứng đầu chính quyền địa phương, các cái điểm đến vào cuộc, như trong cái chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ đã nói rõ, thì ở đó là cái môi trường điểm đến các cái được cái triển khai rất là tốt. Trước đó, trong năm 2016, qua rà soát lại tất cả các khách sạn Việt Nam, ngành du lịch đã thu hồi 45 quyết định về công nhận hạng sao đối với các khách sạn từ 3 đến 5 sao. Theo đại diện Tổng cục Du lịch, hầu như tỉnh nào cũng có khách sạn bị thu hồi, trong đó nhiều nhất là Hà Nội, Quảng Ninh, Khánh Hòa. Ngoài ra, cơ quan quản lý còn phát hiện và thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của một số doanh nghiệp. Cùng với đó, Tổng cục Du lịch cũng đang xây dựng bản tiêu chí xếp hạng các điểm đến du lịch trong nước. Khi hoàn thành, đây sẽ là chỉ tiêu chính để các điểm đến tự đánh giá và phấn đấu nâng cao chất lượng dịch vụ du khách. Nhìn thấy tình hình khách đến tăng nóng, Hà Giang đã lên kế hoạch xây dựng một quy hoạch chiến lược phát triển du lịch bài bản với sự tư vấn từ các tổ chức uy tín nước ngoài. Thông tin vừa được đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Giang đưa ra tại hội nghị xúc tiến du lịch Hà Giang vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tuần qua. Theo số liệu từ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Hà Giang, du lịch Hà Giang đã có bước tăng trưởng nhảy vọt từ năm 2010, năm công viên đá Đồng Văn đã được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Theo đó, ước tính du khách đến với Hà Giang đạt khoảng 300.000 lượt trong năm 2010, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2016, lượng khách đến với Hà Giang ước đạt trên 850.000 lượt người, tăng 11,9% so với năm 2015, trong đó có trên 176.500 lượt khách quốc tế. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, Hà Giang đã đón được trên 85.000 lượt du khách quốc tế, đạt tổng doanh thu hơn 417 tỷ đồng. Theo đánh giá của chính quyền Hà Giang, tốc độ tăng trưởng du khách như vừa nói là khá nóng và đi kèm không ít vấn đề bất cập. Do đó, Hà Giang đã trình Thủ tướng đề xuất hợp tác với McKinsey để xây dựng chiến lược phát triển du lịch có tầm nhìn xa cho tỉnh này. Hiện chiến lược này vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành. Nhưng theo tiết lộ từ ông Triệu Tài Vinh, bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Giang, tham vọng của chiến lược này là xây dựng được những sản phẩm có thương hiệu toàn cầu cho Hà Giang. Những cái sản phẩm du lịch này thì theo đề xuất của McKinsey thì phải mang tính thương hiệu toàn cầu. Đấy. Nó có những yếu tố để chúng ta làm và cần phải khắc phục những nhân tố mà chúng ta còn đang hạn chế. Đấy. McKinsey cũng đã chỉ ra để mà chúng ta tập trung chỉ đạo. Tôi nói ví dụ như là công viên địa chất toàn cầu là hiện nay đang duy nhất có là trước mắt thôi, nhưng lâu dài sẽ có thêm cái công viên thứ hai. Thế nhưng mà công viên địa chất thì lại chỉ có ở Hà Giang, thì chúng ta cũng phải phát triển nó để thành một cái thương hiệu du lịch của quốc gia chứ không phải chỉ riêng Hà Giang, và nó kết nối hệ thống công viên địa chất toàn cầu trong mạng lưới với nhau để chúng ta đưa khách du lịch đến thăm với nhau. Mình cũng có trách nhiệm đưa khách của mình đi và có trách nhiệm phục vụ tốt khách của người ta đến đây với mình để phát triển du lịch cái thương hiệu này. Hiện tại, bên cạnh các điểm đến quen thuộc như Lũng Cú, Cao Nguyên Đá Đồng Văn hay đèo Mã Pí Lèng, Hà Giang còn giới thiệu nhiều điểm đến mới khác như Động Lùng Khuý, Đỉnh Chiêu Thầu Thi, Thác Minh Tân, v.v. Ngoài ra, Hà Giang cũng đang tăng cường hợp tác với Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp lữ hành lớn nhằm tăng cường thu hút khách đến với tỉnh này.
Thưa quý vị, triển lãm Đài Loan Taiwan Expo 2017 do Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan TAIJA tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC thành phố Hồ Chí Minh. Theo xu hướng phát triển của các ngành cũng như nhu cầu của thị trường Việt Nam, TAIJA đã mang đến trong triển lãm lần này 8 khu quảng bá hình ảnh, bao gồm khu Taiwan Excellence, khu cuộc sống xanh, khu sản phẩm nông nghiệp ngư nghiệp mới, khu chăm sóc sức khỏe, khu tuyển dụng và giới thiệu việc làm, khu thiết bị chế biến thực phẩm, khu giới thiệu du lịch Đài Loan, khu tư vấn giáo dục nhận quyền thương hiệu với hơn 4.000 sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao đến từ 150 doanh nghiệp hàng đầu Đài Loan. Với trọng tâm là 6 chủ đề chính của triển lãm Đài Loan Taiwan Expo lần này, bao gồm Taiwan Excellence, y tế thông minh, triển lãm Taiwan Expo, máy móc thông minh, công nghệ xanh bảo vệ môi trường và doanh nghiệp tiêu biểu. Một trong chuỗi phóng sự đặc biệt về Taiwan Expo sau đây sẽ giúp cho quý vị và giới thiệu đến quý vị một vài doanh nghiệp tiêu biểu sẽ tham dự trong triển lãm Taiwan Expo lần này. Thành lập năm 2001 với mục tiêu cung cấp các sản phẩm massage chuyên nghiệp, công ty Tokuyo đã ra đời. Tokuyo kế thừa truyền thống và công nghệ lâu đời của Sanyo, một thương hiệu từng rất nổi danh ở Nhật Bản và cũng là nơi mà ông Fred Nien, sáng lập kiêm chủ tịch của Tokuyo, đã có hàng chục năm gắn bó trước khi Sanyo bán mình cho Panasonic. Sau 16 năm nghiên cứu và phát triển những dòng sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ cao, Tokuyo hiện có hơn 500 showroom trên toàn thế giới. Tokuyo đang là thương hiệu ghế massage lớn nhất Đài Loan và là một trong những thương hiệu số 1 châu Á. Sản phẩm của Tokuyo đã xuất khẩu đi hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng đội ngũ nhân sự sáng tạo sản phẩm mới của chúng tôi có năng lực và trình độ vượt xa các đối thủ đến từ Nhật Bản. Công nghệ Đài Loan là công nghệ dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực điện, điện tử và các thiết bị liên quan đến điện. Công ty của chúng tôi còn kế thừa công nghệ kỹ thuật và truyền thống của Sanyo Nhật Bản. Kết hợp ba yếu tố này, chúng tôi tin rằng các sản phẩm mới mà chúng tôi vừa sáng chế ra tiên tiến hơn các đối thủ khác và có thể chinh phục thị trường Việt Nam. Tham gia Taiwan Expo năm 2017 tại Việt Nam, Tokuyo mang đến dòng ghế massage mới nhất và cao cấp nhất, chỉ vừa mới ra mắt thị trường vào tháng 4 năm 2017. Đó là ghế massage ứng dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật IoT. Ghế massage này có thể kết nối với thiết bị di động của người dùng và của người thân trong gia đình. Thông qua đó, người dùng không chỉ có thể thu thập dữ liệu tình trạng sức khỏe của chính mình, mà còn có thể tặng ghế massage cho ông bà cha mẹ và theo dõi sức khỏe của họ chỉ bằng thiết bị di động. Công nghệ IoT ứng dụng trong dòng sản phẩm mới của chúng tôi giúp cải thiện sức khỏe và thể hiện lòng hiếu thảo. Trước hết về cải thiện sức khỏe, khi sử dụng ghế massage, người dùng có thể theo dõi tình trạng sức khỏe hiện tại. Thứ hai, chúng ta đều biết Đài Loan hay Việt Nam đều là những nơi có truyền thống hiếu thảo. Khi ứng dụng IoT vào ghế massage, những gia đình có con cái ở xa có thể thông qua kết nối IoT để biết được tình trạng sức khỏe hiện tại của ông bà, cha mẹ. Họ có thể theo dõi ngày hôm nay người lớn có sử dụng ghế massage hay chưa. Họ có thể nhắc nhở người lớn từ xa và điều khiển chiếc ghế massage từ xa. IoT không chỉ là kết nối vạn vật, mà còn là sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Một trong những niềm tự hào khác của kinh tế Đài Loan là những sản phẩm đột phá của công ty Taiwan Tobacco and Liquor. Đây là công ty chuyên sản xuất thuốc lá và thức uống với đa dạng các loại sản phẩm. Nổi bật nhất trong số đó là các dòng bia Đài Loan Taiwan Beer với rất nhiều hương vị và nồng độ cồn khác nhau, phù hợp với nhiều đối tượng. Thành lập từ năm 1947, nền tảng phát triển và giữ vững ngôi vương trên thị trường bia Đài Loan của Taiwan Tobacco and Liquor chính là không ngừng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Nhận thấy tiềm năng ở phân khúc bia độ nhẹ, năm 2011, hãng này bắt đầu nghiên cứu loại bia trái cây, bắt đầu bằng hương vị vải và bưởi đỏ. Chỉ trong một năm sau đó, hãng này đã thu về 100 triệu đài tệ doanh thu của riêng dòng bia trái cây. Và đó cũng chính là loại bia mà Taiwan Tobacco and Liquor Corp sẽ mang đến Taiwan Expo năm 2017 tại Việt Nam. Các hãng bia khác đang bán rất chạy những dòng bia thông thường, cho nên nếu chúng tôi mang cùng một dòng bia đến Việt Nam thì sẽ không có sức cạnh tranh. Đó là lý do chúng tôi chọn bia trái cây. Bia trái cây có nồng độ cồn thấp hơn, vị ngọt hơn, độc đáo hơn và khác biệt so với các dòng bia khác đang được bán tại Việt Nam. Có một số loại như vải, nho trắng, dứa và bưởi. Sau này sẽ có các dòng bia nổi tiếng khác của Đài Loan cũng sẽ đến Việt Nam. Đối với Taiwan Tobacco and Liquor, Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng. Việt Nam và Đài Loan có mối quan hệ rất thân thiết trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời Việt Nam là một trong ba thị trường tiêu thụ bia lớn nhất thế giới. Chúng tôi đã có dự định tiếp cận thị trường từ lâu, nhưng đến bây giờ mới có đủ điều kiện và cơ hội để đến Việt Nam.
Những doanh nghiệp như Tokyo và Taiwan Tobacco and Liquor Corp. không chỉ khẳng định tên tuổi lâu năm trên thị trường Đài Loan, mà còn đã tạo được vị thế rất vững chắc trên thị trường quốc tế. Và những doanh nghiệp tiêu biểu đó sẽ mang những công nghệ nổi bật nhất của mình đến Taiwan Expo năm 2017, diễn ra từ 26 đến 28 tháng 7 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn SCC thành phố Hồ Chí Minh với slogan Công nghệ xanh cho cuộc sống thông minh hơn. Thưa quý vị, chứng khoán trên hai sàn trong nước đã tiếp tục trượt dốc trong phiên dịch đầu tuần. Lực bán vẫn đang tăng mạnh tại các cổ phiếu Blue Chips, đẩy VN Index rời khỏi mốc 760 điểm. Thị trường tiếp tục đà sụt giảm vào đầu phiên giao dịch, lực bán vẫn mạnh tại các cổ phiếu Blue Chip. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu bia rượu với Sabeco và Hibeco đồng loạt trượt dốc, cũng đã tác động tiêu cực đến chỉ số. VN Index mất mốc 760 điểm trong tâm lý lo ngại của nhà đầu tư. Hoạt động giao dịch trên sàn dần suy yếu so với những phiên trước. Bước sang phiên chiều, đà giảm của thị trường được thu hẹp với lực đỡ từ các cổ phiếu lớn như Vietcombank, BID, Masan. Mặc dù vậy, diễn biến này cũng không đủ để giúp chỉ số lấy lại sắc xanh, lực bán vẫn chiếm áp đảo so với cầu vào thị trường. Khép phiên, VN Index giảm 0,28% về mốc 759,74 điểm, thanh khoản chỉ đến 3.000 tỷ đồng, tương đương gần 159 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Diễn biến thiếu tích cực trên sàn HOSE đã ảnh hưởng không nhỏ đến sàn Hà Nội, khi sắc đỏ cũng chiếm ưu thế trong suốt phiên giao dịch, xu thế bán lấn lướt tại nhiều cổ phiếu chủ chốt. Chốt phiên, HN Index giảm mạnh 1,05% xuống còn 96,93 điểm, khối lượng giao dịch xấp xỉ 61 triệu đơn vị, ứng với hơn 530 tỷ đồng. Thưa quý vị, với những diễn biến tích cực trong 6 tháng đầu năm nay cùng với các kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chính phủ, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự đoán là sẽ tiếp tục vị thế dẫn đầu trong việc thu hút dòng vốn mới. Nhận định vừa được các chuyên gia đưa ra tại hội thảo đầu tư chứng khoán 6 tháng cuối năm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng PHS tổ chức. Trong 6 tháng đầu năm 2017, khối ngoại mua ròng kỷ lục 450 triệu đô la Mỹ trên sàn niêm yết, đồng thời thanh khoản đã tăng 32% so với mức bình quân của năm 2016. Vốn hóa thị trường niêm yết đạt mức cao kỷ lục trên 100 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 50% GDP nhờ làn sóng thoái vốn và niêm yết của các doanh nghiệp lớn như BHN, SAB, VGC, ROS. Theo ông Winston Liu, giám đốc khối phân tích và tự doanh Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng PHS, những gam màu sáng của 6 tháng đầu năm cùng các kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chính phủ đang tạo nên tiền đề lạc quan cho thị trường chứng khoán trong những tháng cuối năm nay. Ông Winston Liu nhận định xu hướng đầu tư vào các kênh như cao su, vận tải biển, tài chính, chứng khoán, ngân hàng khá tiềm năng. Đặc biệt, với sự ra đời của các sản phẩm phái sinh mới tại thị trường Việt Nam, kênh chứng khoán sẽ tiếp tục ở vị thế dẫn đầu trong việc thu hút dòng vốn mới. Trong khuôn khổ hội thảo do Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng tổ chức, các chuyên gia đã mang đến cho nhà đầu tư những thông tin giá trị, mô tả rõ hơn về bức tranh thị trường nhằm giúp các nhà đầu tư đưa ra những quyết định nhanh và hiệu quả nhất trong bối cảnh thị trường 6 tháng cuối năm 2017. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng PHS là công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư chuyên nghiệp cho nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các quỹ đầu tư và ngân hàng đầu tư trong và ngoài nước. Một thông tin liên quan đến tài chính, thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước cho biết là dự trữ ngoại hối 6 tháng đầu năm nay đã đạt mức kỷ lục 42 tỷ đô la. Nguyên nhân là do trong giai đoạn này, Ngân hàng Nhà nước đã mua thêm được 1 tỷ đô la. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, so với cuối năm 2016, dự trữ ngoại hối quốc gia đã tăng thêm khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Mức tăng dù thấp nhưng được xem là đáng khích lệ trong bối cảnh Việt Nam đang nhập siêu trở lại gần 3 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm nay. Theo đó, dự trữ ngoại hối quốc gia trong 6 tháng đầu năm nay đã đạt trên mức 42 tỷ đô la Mỹ. Đây được coi là mức cao nhất từ trước đến nay sau khi quy mô dự trữ ngoại hối đã đạt khoảng 41 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2016. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, trong các tháng cuối năm 2017, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt, chủ động các giải pháp, công vụ chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ ổn định tỷ giá, tránh đầu cơ ngoại tệ. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ chủ động theo dõi diễn biến để kịp thời có giải pháp điều hành linh hoạt, chủ động nhằm hỗ trợ ổn định tỷ giá, đảm bảo thanh khoản ngoại tệ của nền kinh tế. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật quý vị các thông tin đáng chú ý của thị trường trong nước. Xuất khẩu rau quả có thể lần đầu tiên vượt mốc 3 tỷ đô la. Từ ngày 31 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức kiểm soát nguồn heo và thịt heo cung ứng cho thị trường.